Rồi bây giờ mình sẽ bấm này. 1052W nhá, bấm này, bấm này. Về 1049W này, 50 này. Có khi nào mọi người nhìn rõ không? 1048 này. Cái này có khi có tác dụng thật này mọi người này. Nào, ôi thôi chết rồi, hay rồi. Vâng, xin chào mọi người nha. Thì vẫn cái công cuộc tìm kiếm các cái thiết bị tiết kiệm điện. Mùa hè này dùng điện rất là nhiều đúng không ạ? Thì đây, 1, 2, 3, 3. Và đặc biệt là cái loại thứ ba này này. Thì nó làm mưa làm gió cái cộng đồng mạng. Rồi, trên Facebook, trên TikTok. Rồi các cái pháp sư Trung Hoa nói quay các cái video cắm cái này vào. Và đồng hồ nó quay chậm hẳn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người. Xem nó có thực sự hiệu quả, tiết kiệm đến 3-50% hóa đơn tiền điện cho nhà mình không nha. Vâng, thì để mà đo được chính xác thì mình cũng đã chuẩn bị một cái đồng hồ. Đồng hồ để là của TUI. Thì mình sẽ đo trực tiếp lên trên này luôn. Đấy, thì nó sẽ nhìn được chuẩn cái watt, tức là cái công suất của thiết bị đấy. Vâng, thì đầu tiên là đến cái này. Thì trên đây nó có một cái nút này. Đấy, thì mình sẽ test thử cái nút này. Đấy, khi bật lên như này nó hiện cái đèn trắng nha, là lúc bên là nó đang tiết kiệm điện. Ok chưa ạ? Thì trước khi test là chúng ta sẽ tháo ra xem bên trong nó có những cái gì. Ok chưa? Thì cái tiết kiệm điện này thì cái như mùa hè năm ngoái năm kia mình đã review mấy cái thiết bị tiết kiệm điện rồi, mua cũng khá là đắt tiền đấy, toàn 400-500 ngàn, 200-300 ngàn một cái. Thì bây giờ mình sẽ làm từ thấp đến cao nhá, tức là từ cái mà ít tiền nhất thì cái này nó là ít tiền nhất đấy, cái này mới đắt tiền này. Tí nữa mình sẽ rồi. Thì bên trong có gì đây? Có một cái công tắc, mỗi cái mạch thì một con tụ, một con diode này. Ôi giời, chưa hiểu là nó tiết kiệm điện là cái gì mọi người ạ. Đấy. Rồi, một cái nha. Rồi, tiếp đến cái này, để xem bên trong nó có cái gì. Thì mọi người cho mình một like video với ạ. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Một tay làm nó cỡ nó ra nó hơi khó, mọi người thông cảm nhé. Ôi giời. Đây rồi, 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 rồi. Ok rồi, ok rồi. Rồi, trời ơi. Ở đây có một tụ. Cái này thì khả năng nó là con tụ rồi. Đấy, trên đây có cái một cái mạch. Đây, ai mà biết về điện tử thì cho cái bình luận ở dưới xem mà. Đấy. Nó cũng nơ nớ như cái bên kia thôi, để mình tháo hẳn cái này ra nhá, xem nó có cái gì bên trong nhá. Nhìn nó đơn giản mà nó nhẹ lắm mọi người ạ. Nó rất là nhẹ thôi. Đấy. Đây. Ok chưa? Tất là ruột gan nó là mình đã bỏ hết rồi mọi người xem. À đây có cái cầu chì này. Xài cả cầu chì đấy, có tải gì đâu về chơi cả cầu chì đấy nhỉ. Rồi. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ test thử nhá. Thì mình để luôn này đây cho mọi người xem. Và mình cắm cả cái này đây luôn, hai cái đi. Thì đầu tiên mình sẽ cắm cái quạt. Đấy, cắm quạt thì mình cho quay sẵn rồi. Thì đây là cái quạt của Phan, lần trước mình chế đây. Rất là êm đúng không ạ? Động cơ BLIC không chứa than của xúc của Phan đấy. Rất là khỏe luôn, chạy lên 34W này. Đấy, rồi. Thì bây giờ mình đang không cắm thiết bị tiết kiệm điện nhé. Thì nó là 34W. Ok chưa, bây giờ mình cắm vào này. Cắm vào này. Bật công tắc này. Bật công tắc này, mọi người chú ý nhá. Bật này. Bật. Rồi. Rồi. Và không thấy hiện tượng gì cả. Đấy. Tiếp đến cái thứ hai nhá. Tiếp bên cái thứ hai này, cắm này, vẫn lên 34 này. Đấy, ở đây đây, đây nó cũng ghi là 34 này. Đấy. Như vậy là nó chính xác là tầm 34W và chưa thấy nó có tác dụng gì nhá. Rồi tiếp đến là cái đắt tiền nhất và cũng là cái xịn sò nhất mà mấy cái ông pháp sư Trung Quốc hay review hay nói về cái này nhá. Nào, mọi người tập trung màn hình nhá, đừng chớp mắt nhá. Cắm nhá. Rồi. Rồi. Và như mọi người thấy đấy thì nó đã bao nhiêu, nó tụt xuống à?
33,2W. Ôi giời ôi, lên 34W kìa. Rồi thì đây là cái quạt cũng có thể nó chưa có tác dụng, thì mình sẽ tìm một cái thiết bị khác mình test cho mọi người xem nhé. Chưa hẳn cái lò vi sóng nữa, ok chưa? Chưa hẳn lò vi sóng nhá. Và như vậy là vừa cắm cái quạt vào thì không có tác dụng. Thì bây giờ mình sẽ chơi hẳn một cái công suất lớn, đó chính là cái lò vi sóng của nhà mình. Thì đây. Điện vào nhá, điện vào nhá. Nóng rồi. Rồi, điện vào rồi. Rồi, mọi người hãy tập trung vào đây nhá. Đây này, không kilowatt này. Rồi đây mình zoom to lên tí cho mọi người xem nhá. Rồi mình bật này. Rồi chơi rồi đấy. Chơi rồi đấy, lên bao nhiêu? 0,16 kilowatt. Ở trên đây là bao nhiêu? 1052W, đúng không ạ? Khi là mình đang cắm cái thiết bị tiết kiệm điện này, thiết bị đắt tiền nhất đấy. Đây. Thiết bị đắt tiền nhất đấy thì đang là 1052W. Bây giờ mình rút ra nhá. Rút ra này. Rồi, lên được 1053W. 56W. Rồi, ok chưa? Mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Như vậy là đã rõ rồi chưa? Đây là 1058W này. Đấy. Nó hai cái nó chênh nhau một xíu, thì đây mình đo cả hai cái thì nó sẽ chắc chắn là nó trong cái khoảng đấy, đúng không ạ? Chứ không để bảo đồng hồ nó bị sai thì nó ấy. Rồi, tiếp đến là mình rút cái kia ra. Bây giờ mình cắm cái này vào này. Nhờ, tắt đèn đi xong tí bật lên cho nó ác nhá. Bắt đầu này. Thì thường thì mình đã nghe thấy nhiều người người ta nói đến cái vấn đề tiết kiệm điện này. Thì nó dùng cho động cơ, nếu nó có tác dụng cho động cơ, nhưng vừa mình thử cái quạt thì không được. Rồi bây giờ mình sẽ bấm này. 1052W nhá, bấm này. Ồ, về 1049W này, 50 này. Có khi nào? Mọi người nhìn rõ không? 1048 này. Tắt này nhá. Rồi tắt đi đấy. Ôi giời. Đấy phải mọi người ạ. Đây nó tụt đến 1041.39 này. Bấm lên rồi. 1031. Rồi, và nó chả có cái gì cả. Rút làm nào. Rút ra nó bị nhảy lên đúng nhá. Rồi, vẫn là 1026, thì đấy là do cái lò vi sóng thôi mọi người ạ. Ui. Thế người có mùi khét đi đâu ạ. Rồi, nốt cái này nhá thì mình đi hơi bị khét rồi đấy. Chắc là nó kiểu nó quay bên trong nó có ẩm mốc gì đấy là nó quay hết, tại cái này mình mới đi sửa về mà. Mới sửa về cái này trước mình đã review chia sẻ mọi người đấy, dùng được khoảng hơn 2 năm thì nó bị mất nguồn. Rồi, giờ test lại phát nữa nhá. 1400 cái gì đấy? 1008W. Cái này có khi có tác dụng thật này mọi người này. Nào. Ôi trời, chết rồi. Hay rồi. Bỏ nó này. Cũng thế thôi mọi người ạ. 1011W. Không ok rồi. Cái công cuộc tìm kiếm cái thiết bị tiết kiệm điện này nghe chừng nó vẫn còn xa vời lắm mọi người ạ. Đấy, như mọi người thấy xem đấy, ba loại ba thiết bị này nhá. Cái này nó rơi tầm ngót nghét 500. Cái này hình như hơn 300, cái này hơn 200. Toàn những cái nó cũng khá là đắt tiền đấy. Đây, 1004W. Tắt đi nào. Một khi cắm vào vừa này còn nhiều điện hơn ý, tại vì nó phải đốt cái mạch bên trong với lại mấy cái bóng nét rồi. Ok chưa ạ? Vâng, thì như vậy là mọi người cũng đã thấy được cái chức năng của các cái thiết bị tiết kiệm điện này, đúng không ạ? Hai cái clip mà mình đã chia sẻ đến mọi người cũng như cái clip này nữa thì đã quá rõ về các thiết bị tiết kiệm điện rồi, không còn nghi ngờ gì nữa là nó không bao giờ có tác dụng gì cả. Ok chưa? Không bằng là chúng ta đừng lãng phí điện, tức là chúng ta khi rời khỏi phòng, rời khỏi nhà, chúng ta tắt hết các thiết bị điện và các thiết bị không cần thiết, đúng không ạ? Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.